rưỡng sông bạc cô tên lục phải đặt chắc bà lục phải đặt chắc bà ấy chăng lấy cho bà to là mối tiết các bạn này bà tao mối tiết đó bà trong bà to là mối tiết cứ rương che tê cứ nơi ai khai cờ che miền cả là này pol sa bà slap bay nè hay ở bộ thôn sa nó sai sập nè bà chăng cứ cả hai cá này bàn cá là cá bị ngay thì đập bằng bay nơi phum របស់ ជីវរដ្ឋ ហ្នឹង គឺ ភូមិ អី គេ ចេះ នៅ ភូមិ ដំរ៉ែ ដំរ៉ែ បាទ ឃុំ បឹងចា ស្រុក សំបូរ ស្រុក សំបូរ ណា សំបូរ ស្រុក សំបូរ សំបូរ បាទ សូម អធិស្ឋៃ សល អត់ សូវ ច្បាស់ បាទ សំបូរ សំបូរ បាទ ហ្នឹង ហើយ ហើយ អញ្ចឹង គឺ ថា មាន ការ ជួប ជុំ គ្នា គេ ថា ដក ស្ទូង ស្រូវ ណា គេ ថា ធ្វើ ប្រវាស់ គ្នា chẳng biết là phơi hơi tung hơi nó nằm kia đặt sàn nâng tới sàn so nâng bà chẳng kia là ở sai sợ bay nè bà sập tại chạy đón chậm sàn nó bị pull bà mình đang thở cọt xong sàn nó bị chít ấy tê phơi hơi bây giờ bọt nó phun nó sập bay nè hơi cài vào nút sai sợ nè tiếp các bạn đặt dọc tới tạm tìm bed ai cái chun sập bed rồi chẳng tới bà hơi nè để sập tìm mối mình chỉ một tay nét biết pro ở dụng sai sợ bay năm tìm pi chỉ một công lan biết sai ở dụng sam được bảy năm nên thì bây giờ muốn nuôi nồi, phải pro ở tuổi sai sập mỗi năm, bà quạt bán sập liêm liêm nơi về gặp ông ta hộp nâng, bà chẳng bán để thằng ất thì pro ra nó mình đang chuyển đẹp phải lật nâng, quạt lia chia ở vài cà tê, bà hai nơi khi nóng lúc sẽ mặt cách bán quạt luôn đẹp bật ra bà, đẹp bật ra chỉ mua cọc hình, bà do cái sạ số hai, chẳng mơ kê miên chẳng đặt ca gì nào giờ đang tiếp vận tải ở lớn ít, lưu ở đom sơn này tôi luôn sụp hạt ban bản chi ở cộng đồng smart cách từng sai chiêu chi bản toàn và lựa bài nhà pol sra so slap manu bay nè nâng robot ngôn sra sai sập nè đi và hai bản chi robot ban recon tha nâng ai khai cái chân đi cả đời này pol sra mình mình lược thì mỗi tê đi cứ miên chỉ lược thì bay thì buồn hao thì pi thì bay hao và chẳng xong ao bản chi robot nẹt bật ra bà nẹt miền mục là bộ bật ra mình ta bật phơi dạng na ao thì ta bật thang phải chạy tê bà cầm trăng chầm nén cầm trăng bàn khăng pê cầm trăng bàn chèn nén pê bà dương che ta li thiếp xong đẹp đây phơi ao bị chia bờ rồi bà dương sập chân này bà xua ta sập tới vì dạng mạnh bà kia nó cứ bật prap đây bật prap bồn bật prap cồn ở hơi đời xa tinh ra là bao luôn cho ta hộp chân cả đời này đi mình đăng tha nơi ngay tháng mục tôi là ca cái chất ca dạng na trong buôn lô một cọc hay những tê bà quạt thì nẹp bắt ra nó phum nâng chân cờ lò máu nẹp hốc đựa sân đại tê bà bàn tay tập lực đi mà đang chơi chẳng mạch bà chân sông ao cả xuống sau khá bị ba mà chúng niêm bẹp bòn mà ta cho từ sương kết nửa cái lại bắt ra nâng ta ta quạt xong bị chết ở vấy phải lại bị môn mà nâng ngay thưa ai mà nụ ở buôn nâng sạp bạp ni nâng ngay dương cầm đăng tha bà dương có mình đăng tha ca hộp sra và phê na để ở lò tí bàn tay nẹp xong nó cũng đăng xong phê na ở lò đây và hình chân ở quay đây là thả ở nẹp hộp nó cứ ở chè bị chà na ta hộp sra nó sra là bị mạch hay nẹp đẹp lật sra ở cái hộp nó cái căn nó dùng khăn đầu tiên tại sra nó sra lật bị bìa quay và hình chân dương mình đăng tha sra lật bìa quay cà tê pro ấy cà na sra cái bật pi bật hết thì họ sra coi xem và hay miền pol miền này từ cà bật bọc kì cà bàn tay tham đa cà bật sra bây là cái vô chấm hai bọc bia để sọ mò nọ nọ nó bị hạt sra là o bật hết lấy mùi tại đó là bên cà vô tới là bài li nó xem xem tiết nó miền lấy pi miền lấy bay giờ tiền và trong tham đa lẽ độ sra nó cứ tay là miền cầm nứt đi chấm ra nó cứ lụa ở bàn tràn và phần lật máu tách tại lụa ở bàn tràn bà. Tại thoa mặt đá cả phần lật tách lụa bàn tràn cứ nó mọi khôi sống thì vậy rồi một lại đấy ca sắc là bọc ra cứ nọ nọ nó cứ cầm rất bao viết cứ chiết alcohol và cứ lọ bà. Và bị màu bị thòm chiết có bàn tay nó bây là dương một cân thì nôn lít nữa ở tràn nữa bà. Với ăn trâu rương đó là ăn trâu rương mà nâng tha bây tay bằng pool mà được cho người bạn đã ở dưới băng này chẳng cần lo máu dùng thuốc đăng ở trên methanol và
គេតែងតែជ្រលក់មេតានុលបាទជាតិមេតានុលឬក៏ជាតិមួយចំនួនទៀតបាទគេហៅថារបៀបប្រើប្រាស់ខុសរបៀបបច្ចេកទេសហ្នឹងជ្រលក់អង់ត្រីនបាទបាទមកចកើក្នុងមកការនេះចឹងទៅបាទអ្នកផលិតស្រាដឹងហ្នឹងមិនបាច់ខ្ញុំនិយាយទេបាទបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យខាតបង់នោះគឺជីវិតមនុស្សហើយសួរថាយើងបំពុលគ្នាឲ្យស្លាប់នោះបានន័យថាយើងចង់បានលុយ1000ឬក៏500 2000រៀលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបង្កើនចំនួនលីត្រទៅធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់4 10នាក់អខាតពេលវេលាទៅព្យាបាលជំងឺថែទាំសុខភាពឡើងវិញហើយសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបើវាចូលទៅកាត់ក្នុងកាពះពវៀនយើងទៅហើយនោះបាទហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានជាសះស្បើយឲ្យរស់នៅឲ្យបានស្រួលបួលហើយនឹងរកស៊ីឲ្យបានស្រួលតាមកម្លាំងអាស្មាជីវោនោះទៀតគឺមិនអាចទៅរួចទេគឺវាថមថយអ្នកខ្លះអលាគេថាលាចិត្តដាច់ហ៎ដល់ចេះនៅទៅព្យាបាលទៅបានទប់ស្កាត់ប៉ុន្តែវាមិនជាដាច់ទេវាបានតែមួយរយៈពេលដែលធ្វើឲ្យការព្យាបាលនោះចេះនៅថេថេទៅតម្រុំតែវារីដោះដាលព្យាបាលដាច់អស់មកវិញនោះគឺកាពះវានឹងវាលាកមកសារទៅហើយវាទៅជាក្រាមនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអស់លោកត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើអញ្ចឹងក្នុងមួយជីវិតគួរតែបើអាចណារបៀបហូបស្រាមុននឹងហូបស្រាសត្រូវមានវិធីធ្វើតេស្តវាសិនតើធ្វើតេស្តយ៉ាងម៉េចឲ្យដឹងថាស្រាសហ្នឹងសុទ្ធមិនសុទ្ធអាហ្នឹងសុំយើងហូបវាប្រសើរជាងហូបដែលមិនដឹងអីសោះបាទនាំឲ្យមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិត